Giáp hộ mệnh có thêm trang phục mới. Giáp hộ mệnh, hay còn gọi là giáp hồi sinh, là trang bị vô cùng cần thiết ở giai đoạn cuối game và là món đồ được rất nhiều anh em tin dùng để bảo vệ bản thân. Khi anh em lên giáp hộ mệnh thì nó sẽ tạo ra một cái vòng màu trắng bao quanh bản thân để anh em có thể nhận biết được giáp hộ mệnh đã hồi. Tại phiên bản mới, khi anh em lên giáp hộ mệnh thì nó sẽ xuất hiện một chòm sao với nhiều đường khác nhau bao quanh tướng đã lên trang bị này. Phụ trợ giải khống chế cũng có thêm hiệu ứng mới, có một làn gió nhẹ bay xung quanh để dễ nhận biết hơn. Và cả phụ trợ bắp giáp cũng thế, nó sẽ tạo ra một vòng tròn lớn, có ký hiệu của liên quân dưới đất và bắp giáp cho toàn đội. Thay đổi hiệu ứng của áo choàng thần ra khi phát ra dung nham dưới chân, trông rõ ràng và đẹp mắt hơn. Nó chỉ thay đổi về hiệu ứng, chứ không thay đổi sức mạnh của các trang bị đâu nhé. Hero nhìn thấy mà tủi thân luôn.